Xin được kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, chúng tôi xin gửi tới quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Thưa quý vị, tử vi chọn đời luôn được mọi người quan tâm bởi việc phân tích và đánh giá tử vi sẽ có thể dự đoán được những biến chuyển trong cuộc đời đúng đến 90%. Vậy tuổi Ất Mão, nữ mạng sinh năm 1975 có tử vi như thế nào? Cuộc đời của bản mệnh sẽ có biến chuyển ra sao? Hãy cùng với chúng tôi đi vào tìm hiểu ngay sau đây thông qua những thông tin mà chúng tôi chia sẻ rất bổ ích sau đây. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Gia chủ Ất Mão sinh năm 1975 có cung mệnh thuộc cung Ly, mạng Đại Khê Thủy, nước Khe Lớn, xương con mèo, tướng tinh con rơi, bà cửu thiên huyền nữ độ mạng. Xin gửi đến quý vị bài thơ sau để khái quát tử vi trọn đời nữ mạng Ất Mão sinh năm 1975. Ất Mão mạng thủy, cung Ly, nước trong Khe Lớn tự nhiên chảy hoài. Thu đông sinh đặng hợp thời, có phần sung sướng hưởng đời giàu sang. Xuân hạ lỗi số gian nan, phần đông vất vả tấm thân lạc loài. Con người lòng dạ thông minh, bụng nghi thì có thật, chẳng hề sai đâu. Làm ăn tiền bạc có hoài, ba chìm bảy đổi, đổi thay gia đình. Nhưng mà trong đạo vợ chồng, hoa thơm hương nhụy trong vòng gương, chẳng qua đứt gánh giữa đường, duyên sau chắp núi mới yên gia đàng. Tổng quan, nữ tuổi Ất Mão cuộc đời trải qua nhiều thăng trầm sóng gió. Lúc trẻ gặp nhiều khó khăn thử thách nên bồi dưỡng được tâm tính bình thản. Hiểu rõ lòng người, đây chính là người có tài năng và có thực lực, nên nếu trong công việc có mọi sự cố gắng thì chắc chắn sẽ gặt hái được thành công. Bước vào tuổi trung niên, việc ổn định tài lộc có dấu hiệu phát triển. Về già cuộc sống an nhàn, không âu lo vướng bận. Tổng kết, nữ Ất Mão tài giỏi, có năng lực nhưng không mấy thuận lợi trên con đường sự nghiệp. Thời trẻ vất vả, bước sang tuổi trung niên, vận may gõ cửa, gặp được nhiều may mắn và thuận lợi. Về già hưởng phúc bên con cháu. Những người tuổi này có tuổi thọ trung bình từ 80 đến 87 tuổi, tùy vào tâm tính, cách cư xử của mỗi người. Ăn ở lương thiện hay ác ôn mà tuổi thọ cũng có sự chuyển biến. Tình duyên. Đường tình duyên của nữ tuổi Ất Mão trải qua khá nhiều sóng gió và gian nan. Nếu sinh vào các tháng 9 và 12 âm lịch thì cuộc sống hôn nhân gặp phải nhiều trắc trở, tin tưởng lầm người khiến Ất Mão vừa mất tiền lại vừa đau khổ vì tình. Nếu sinh vào các tháng 1, 2, 5, 8 và 10, nữ Ất Mão được chung sống với người mình yêu thương, do vậy mà tình cảm không khí gia đình rất tốt, cuộc sống thoải mái và vui vẻ. Sinh vào các tháng 3, 6, 7 và 11 âm lịch, nữ Ất Mão sẽ vô cùng hạnh phúc sau kết hôn. Cả cuộc đời, họ yêu và trao nhau trọn tình cảm của mình. Cuộc sống hôn nhân tràn đầy niềm vui, sự hạnh phúc và mỹ mãn. Gia đạo công danh. Gia đạo, trong cuộc sống gia đình có nhiều điều không thuận lợi, nhiều khó khăn trắc trở, mâu thuẫn ảnh hưởng lớn tới tình cảm của mọi người. Công danh hầu như không có, và nếu có cũng chỉ ở mức bình thường, không có gì đặc biệt nổi trội. Sự nghiệp, lúc trẻ cố gắng xây dựng, nên khi trung niên sự nghiệp khá vững chắc và ổn định, có dấu hiệu phát triển nhanh chóng. Cả cuộc đời ít có vận may về tài lộc, cuộc sống chỉ ở mức khá giả. Nếu có hoài bão làm giàu thì rất có thể cuộc đời được cải thiện. Để tăng cường vận may về vận trình gia đạo, công danh và sự nghiệp, tuổi Ất Mão nên thỉnh mang theo bên mình vật phẩm chiêu tài nạp phúc hàng đầu, đó chính là vòng tam hợp, hợi, mão, mùi. Vòng được thiết kế dựa vào sự quý hiếm và tác dụng phong thủy tốt của gỗ huyết long kết hợp khéo léo với ba viên đá mã não, mang lại sự sang trọng cho người sử dụng. Hơn nữa, trên ba viên đá mã não này còn có các hình ba linh vật hợi, mão, mùi, giúp quy tụ năng lượng tam hợp, chiêu quý nhân, tương trợ cho người đeo, giúp vận trình cuộc sống và công việc luôn được thuận lợi, hanh thông, tài lộc dồi dào, gia đạo thuận, yên vui. Đặc biệt, vòng được khai quang chỉ lực để tăng thêm linh khí, sự may mắn, bình an và trở thành một vòng phong thủy hộ thân của riêng bạn. Quý vị gia chủ hữu duyên, hãy thỉnh để cảm nhận được sự ứng nghiệm cho bản thân của mình. Tuổi hợp làm ăn. Nếu muốn hùn vốn hay hợp tác làm ăn lâu dài thì nữ tuổi Ất Mão nên chọn Bính Thìn, Kỷ Mùi và Nhâm Tuất làm đối tác. Những người tuổi trên sẽ đem đến sự may mắn, thuận lợi và hanh thông đến với bạn. Mặt khác, đây là những người rất đáng để bạn tin tưởng, họ sẽ không khiến bạn thất vọng. Lựa chọn vợ chồng. Nếu Ất Mão muốn có được một cuộc sống giàu sang, sung sướng, không phải lo nghĩ tới vấn đề tiền bạc, thì Bính Thìn, Kỷ Mùi, Nhâm Tuất và Quý Sửu sẽ là những lựa chọn tuyệt vời. Tuổi của Ất Mão khi kết hợp với một số trong các tuổi nam mạng trên thì sẽ mang đến tài lộc dồi dào cho hai bạn.
cuộc sống sau kết hôn viên mãn, hạnh phúc, đặc biệt giàu sang. Nếu lựa chọn kết hôn với một trong số các tuổi Ất Mão, Tân Dậu, Kỷ Dậu, Quý Dậu thì cuộc sống sau hôn nhân tuy không giàu sang nhưng lại khá yên bình và cũng không kém phần tốt đẹp, lãng mạn. Nếu bạn không có hùng tâm, tráng khí mà chỉ mong ước một cuộc đời giản dị thì những con giáp trên nhất định có thể thực hiện cho bạn. Nếu như Ất Mão nên duyên với các nam mạng tuổi Đinh Tỵ, Mậu Ngọ và Quý Hợi, cuộc sống hôn nhân của hai người sẽ không được sự hậu thuẫn của họ hàng đôi bên, tình cảm nếu có thì rất dễ bị rạn nứt do chịu ảnh hưởng từ cuộc sống. Nếu muốn có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc viên mãn thì nữ Ất Mão không nên kết hôn ở các độ tuổi sau đây: 16, 22, 26, 28, 34, 38 và 40. Sinh vào các tháng 2, 4, 5 và 10 âm lịch thì cuộc sống Ất Mão sẽ phải chịu nhiều chia ly, cuộc sống có nhiều thứ cần phải lo lắng. Tuổi Đại Kỷ cần phải chú ý thận trọng trong vấn đề lựa chọn bạn hợp tác. Nếu lựa chọn hợp tuổi thì không sao, nhưng nếu lỡ lựa chọn phải người xung khắc với tuổi của mình thì làm việc dễ nảy sinh khó khăn và không thuận lợi. Ất Mão nếu có ý định làm kinh doanh hay đầu tư buôn bán, khi chọn đối tác làm ăn cần tránh những người sinh năm Canh Thân, Giáp Tý, Bính Dần, Nhâm Thân, Giáp Dần, Nhâm Tý và Mậu Thân. Hợp tác với những người này có thể khiến bạn bị thua lỗ, hao tổn tiền của. Ngày giờ xuất hành tốt nhất trước khi làm một việc gì đó hệ trọng, muốn công việc đó được diễn ra suôn sẻ, thuận lợi thì nữ mạng Ất Mão nên đặc biệt chú ý tới ngày giờ xuất hành, chọn được giờ xuất hành hợp lý sẽ đem đến may mắn cho công việc đó. Ất Mão nên xuất hành vào ngày chẵn, tháng chẵn và giờ chẵn. Ngoài ra bản mệnh nên mang theo pháp khí bình an hàng đầu của nhà Phật để luôn được may mắn suôn sẻ trong mọi hành trình và công việc. Vật phẩm được chế tác từ bạc S999 là chất liệu được sử dụng nhiều trong phong thủy để kỵ tà. Cùng với đó là những ý nghĩa phong thủy khác nhau trong lối thiết kế được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào, cụ thể như sau. Mặt trước là 8 pháp bảo lớn của nhà Phật với những ý nghĩa lớn. Bánh xe pháp luân tượng trưng cho sự luân hồi, luân chuyển không ngừng nghỉ. Bảo bình, sự thâu thu, ngụ ý thành công viên mãn cho gia chủ sử dụng. Thắng phan, vật dụng xa xưa của tầng lớp, quan vua tượng trưng cho quyền lực và sự nghiệp. Bảo cái, đây chính là biểu tượng cho quý nhân, sự phú quý. Pháp loa, biểu tượng của trí tuệ và giáo lý trong kinh Phật. Vô tận kết bồ chính là sợi dây với những nối kết chặt chẽ giúp cho các mối quan hệ thêm bền chặt, vững chãi. Bạch liên hoa tượng trưng cho bản tính thanh tịnh giúp người sử dụng gia trì công đức. Song ngư biểu tượng cho sự hòa hợp, tượng trưng cho sự hòa hợp của thiên địa nhân. Vòng trong cùng khắc chú lục tự đại minh chú. Om Mani Padme Hum chính là câu chuyện có thể tịnh hóa 6 kiếp luân hồi để mang lại bình an, may mắn và cát lành cho người sử dụng. Mặt sau được thiết kế in toàn bộ chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Bộ kinh có ý nghĩa lớn nói về trí tuệ, kèm theo những chạm khắc hình ảnh tinh tế của đài sen, chính là nơi tọa thiền của các vị Bồ Tát, mang lại tác dụng tịnh hóa nghiệp lực, chiêu cầu phúc khí. Trên cùng của pháp khí chính là một bông bạch liên hoa đang nở rộ, tượng trưng cho sự sinh, sức sống mãnh liệt, mạnh mẽ, thuần khiết và trong sáng. Sử dụng bát bảo tâm kinh để kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho quý vị gia chủ. Đặc biệt, để phát huy công năng tối đa tốt nhất, Bát Nhã Tâm Kinh trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái, tẩy uế, khai quang, nạp chú, trì lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và có sự kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên quý vị gia chủ quan tâm có thể hữu duyên thỉnh để cảm nhận sự linh ứng và hiệu nghiệm. Tuy nhiên bản mệnh vẫn nên nhớ rằng cách hóa giải quan trọng nhất chính là ăn ở hiền lành, sống lương thiện, làm nhiều việc tốt, mọi chuyện xấu sẽ tự lánh xa. Diễn biến từng năm, từ năm 20 tuổi đến năm 25 tuổi, trong những năm này, nữ Ất Mão tập trung sức lực để tạo dựng sự nghiệp, công danh là chủ yếu, tính cách bền bỉ và kiên cường giúp họ vượt qua được những thất bại ban đầu, thừa qua nhiều công việc nhưng vẫn không ưng ý. Chuyện tình cảm trong những năm này họ không quan tâm quá nhiều và có thái độ thờ ơ. Từ năm 26 tuổi đến năm 30 tuổi, khoảng thời gian này công việc lẫn sự nghiệp có bước tiến, gặt hái được nhiều thành công. Đây chính là thời điểm tốt đẹp để bạn tạo dựng thêm các mối quan hệ trong xã hội. Trong cuộc sống, gặp được người thích hợp là năm tốt để tạo dựng vợ chồng,
cuộc sống sau hôn nhân tốt đẹp, giúp thu hút thêm vận may. Từ năm 31 tuổi đến năm 35 tuổi, những năm này có số đi xa, tuy nhiên cần phải chú ý hơn tới vấn đề an toàn của bản thân. Ra đường nên cẩn trọng, công việc, sự nghiệp, gia đình đều rất thuận lợi. Từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi, những năm này gặp được quý nhân nên mọi sự đều tốt lành, có vận may về tài chính, chi tiêu dư giả và thoải mái hơn. Đặc biệt sự nghiệp phát lên phát triển, có nhiều bước tiến, xuất hiện cơ hội được tăng lương thưởng và khẳng định bản thân. Từ năm 41 tuổi đến năm 45 tuổi, nếu có những ý tưởng kinh doanh lớn thì nên thực hiện trong khoảng thời gian này sẽ rất may mắn và thành công lớn. Tài chính dồi dào nhưng tình cảm lại không được như ý. Gia đình xuất hiện nhiều vấn đề làm mọi người xa cách nhau. Từ năm 46 tuổi đến năm 51 tuổi, những năm này vận hạn xuất hiện sẽ bị hao tài, tốt nhất là nên giữ mình, không tham gia đầu tư kinh doanh hay hùn vốn, kẻo tiền mất tật mang, sức khỏe cũng có phần giảm sút, cần chú ý điều dưỡng, nghỉ ngơi thư giãn và không nên xuất hành đi xa. Từ năm 52 tuổi đến năm 60 tuổi, trong khoảng thời gian này có mắc phải một số bệnh vặt, sức khỏe ngày càng kém đi, công việc lẫn sự nghiệp cũng không có bước phát triển. Do vậy nên giao lại cho con cái giúp đỡ, tình cảm gia đình có bước khởi sắc, tốt đẹp lên. Gia đình hạnh phúc, yên vui, được hưởng phúc từ con cháu. Những năm này nên ở nhà nghỉ ngơi dưỡng bệnh, tu dưỡng tinh thần, tạo cơ hội cho con cháu thể hiện tấm lòng hiếu thảo. Thưa quý vị, việc nắm bắt tử vi chọn đời sẽ giúp cho quý vị tránh được những vận hạn và tận dụng được những giai đoạn tốt của vận trình để phát triển bản thân. Những chia sẻ trên đây chỉ mang tính chất chuyên nghiệp, vì vậy mong rằng quý vị gia chủ đón xem một cách hoan hỷ và có thể có được sự phòng bị, chuẩn bị cho cuộc sống của mình. Chúc quý vị sức khỏe, may mắn, tài lộc và sự như ý.